thấy nó đỏ con hết trơn mà nó nhiều con quá, nó đỏ ơi. Để quay tao đưa lên quay quay cái con khỉ vậy. Chết luôn. Không phải có gì đâu quay. Phải gặp quá tôi cơm kìa mới đã. Nó vô còn nó rút từ đây ra tới góc á vậy. Cả 250 chứ. Nè lỗi tay đạp nè, đạp không lên nè, chứ không phải là không có tôm. Sao đạp nó lên quá trời, đạp lên đạp không dính, nó đạp không lên là sao? Thấy không? Ông với ông Nam Việt sáng giờ tôi thấy thật dữ lắm rồi đó. Tôm con này còn nhiều. Chuyện nhậu mà ra. Chưa, phải chơi đây đúng không?